Xin được hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Và thưa quý vị, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an quý vị nhé. Thưa quý vị thân mến, bước sang tháng 12 thì ai ai trong số chúng ta cũng luôn tò mò và muốn tìm hiểu xem vận trình số phận của mình trong tháng 12 âm lịch sẽ như thế nào. Và đặc biệt là đối với quý vị tuổi Kỷ Sửu, thì quý vị có muốn biết là trong tháng 12 âm lịch mình có được may mắn thuận lợi hay không ạ? Bước sang tháng 12 âm lịch thì những gia chủ tuổi Kỷ Sửu cực kỳ may mắn, làm gì cũng thành công và thuận lợi, gia đạo thì hưng vượng, an yên, bình an. Trong tháng 12 âm lịch, quý vị là một trong số ít những con giáp được mọi người kính nể và ghen tị đó ạ. Quý vị tuổi Kỷ Sửu thì vốn là người thông minh, đôn hậu, có tấm lòng bác ái. Cuộc sống những năm tháng trước đây có thể là chúng ta đã gặp không ít trở ngại và sóng gió. Tuy nhiên, bây giờ thì mọi sự hoàn toàn khác. Và điều bất ngờ đó là gì? Thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đi vào phân tích cụ thể vận trình của quý vị tuổi Kỷ Sửu như thế nào quý vị nhé. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Thưa quý vị, gia chủ sinh năm 1949 Kỷ Sửu thường được gọi là tuổi Châu, có ngũ hành bản mệnh phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Kỷ Sửu sinh năm 1949 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ lịch sự. Chính vì thế, họ dễ gây thiện cảm trong giao tiếp đối với người đối diện. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn, vì thế nghĩa suy và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù cố gắng cũng khó thành công, với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán nhẫn nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu mực thước. Ưu điểm lớn nhất của người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 đó chính là tinh thần trách nhiệm với công việc cao, sống thực tế, mọi chuyện đều suy xét kỹ càng trước khi thực hiện. Tuy vậy, họ lại khá bảo thủ và truyền thống quá mức, khiến cho họ không khéo léo xử lý và dễ nổi nóng, cho nên mọi chuyện rơi vào tình thế không thể vãn hồi. Về tình cảm, người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 ít khi thể hiện tình cảm của mình, nhưng nếu gặp được người phù hợp, họ sẽ bộc lộ thế giới nội tâm phong phú của mình. Người tuổi này cũng không biết cách thể hiện bản thân làm màu trong mắt người khác, nên nhiều khi bỏ lỡ cơ hội đến với mình. Phụ nữ dễ tin người, thích nghe những lời đường mật từ người khác mà làm theo nên khó tránh khỏi thất bại thời trẻ. Vận mệnh của gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 cũng có lúc mở rộng với đời, nhưng công danh tài lộc không bền, chịu nhiều phong trần từ thời Tiền Trung Vận, tuổi già được nhiều phước đức và con cái nên danh. Trong tháng này, sức khỏe của bản mệnh tốt, không có điều gì phải lo lắng, nếu đau yếu thì cũng chỉ qua loa, gặp thầy gặp thuốc, nhanh lành bệnh. Gia chủ có thể có thể lực khá sung mãn, thoải mái làm điều mình mong muốn trong tháng này. Tài vận khá lý tưởng, lương hưu được cải thiện, có thêm thu nhập phụ hoặc là được con cái hỗ trợ thêm. Các mối quan hệ đều bình ổn nhờ nhân duyên tốt đẹp, gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, hòa thuận là những niềm vui tinh thần cực lớn đối với con giáp này. Có điều trong tháng này, làm gì gia chủ cũng phải chủ động và suy nghĩ tích cực hơn mới dễ thành. Kỷ âm thổ gặp tân âm kim nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Kỷ Sửu sẽ có được nhiều niềm vui về sức khỏe, gia đạo cũng an yên, hạnh phúc hơn thời gian trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Đa phần tuổi Kỷ Sửu đều đang an nhàn hưởng tuổi già, nếu vẫn còn làm việc, mọi thứ suôn sẻ, kết quả khả quan. Trong tháng này, mệnh chủ có thể nhận được một số cơ hội hợp tác làm ăn có lợi, còn có thể có được quý nhân phù trợ, đặc biệt là trong các dự án hợp tác về bất động sản hoặc là các chính sách hỗ trợ xã hội. Để tiếp tục cải thiện vận may trong cuộc sống, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Nguồn tài chính có dấu hiệu tăng lên trong năm 2021, đó có thể là nguồn lợi nhuận bạn nhận được sau khi thực hiện dự án bất động sản trúng số được hỗ trợ. Lại thêm khoản lương hưu ổn định hàng tháng, giúp cho mệnh chủ không còn nỗi lo về tài chính, có người còn có điều kiện phụ giúp con cháu. Tuy vậy, tháng này gia chủ cũng cần phải có mức chi tiêu rất lớn, chủ yếu cho thuốc thang và đóng góp cho việc tu sửa nhà cửa. Ở độ tuổi của gia chủ, tiền bạc hay của cải cũng không còn quan trọng nữa, nên việc chi tiêu cũng không cần phải quá tằn tiện. Gia chủ đã vất vả rất nhiều, thời gian này hãy dành cho sức khỏe, cho con cháu và những thú vui tuổi già. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Theo phong thủy lộc tài, trong tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu, tình hình sức khỏe của tuổi Kỷ Sửu được cải thiện rất rõ rệt, ít ốm đau hay mắc bệnh do trái gió trở trời. Một số căn bệnh mãn tính cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt nhờ được gặp thầy gặp thuốc. Tháng này, thời tiết cũng mát mẻ hơn, không còn gay gắt hơn như thời gian trước. Điều này rất có lợi cho sức khỏe của gia chủ. Gia chủ hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục, vận động đúng độ tuổi và đừng quên các buổi khám định kỳ với bác sĩ. Đi lại trong tháng này cũng cần phải cẩn thận hơn. Chỉ một chút không may mắn sẽ dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của gia chủ thì rất khó phục hồi. Phong thủy lộc tài khuyên gia chủ, nếu có thời gian thì nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là bảo vật của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp cho vạn vật hanh thông tốt lành. Đồng thời đây cũng chính là vật phẩm hỗ trợ sức khỏe khi về già rất tốt cho tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 1949. Đặc biệt, vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này gia đạo yên ổn, các mối quan hệ gia đình, bạn bè, họ hàng, xã giao đều hài hòa tốt đẹp, nhờ có thái độ đối nhân xử thế khéo léo mà luôn được mọi người quý mến và kính trọng. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, tình cảm gia đình bền vững là những niềm vui tinh thần cực lớn đối với con giáp này. Nếu đang sống đơn thân, tuổi Kỷ Sửu sẽ có cơ hội gặp gỡ người khác phái, vun đắp tình cảm, ấm áp lúc tuổi già, có thể ở tuổi này. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 12 năm 2021, tức ngày 6 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 12 năm 2021, tức ngày 18 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 12 năm 2021, tức ngày 30 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 12 năm 2021, tức ngày 11 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 12 năm 2021, tức ngày 23 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, các gia chủ tuổi Kỷ Sửu phạm thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô khỉ ắt hữu họa. Ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Tân Sửu sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi của gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của quý vị tuổi Kỷ Sửu trong tháng 12 âm lịch. Và qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 12 âm lịch này, đúng không ạ? Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, và đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng quả chuông để luôn là người đầu tiên nhận được những thông báo mới nhất từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.